Tính đến ngày 18 tháng 1, trên địa bàn huyện Cơm Lâm có gần 260 con trâu bò chết rét, xảy ra tại 8 trên 9 xã thị trấn, trừ xã Đắc Nên. Nhiều nhất là xã Mang Bút 86 con, xã Hiếu 66 con và bờ E có 58 con gia súc bị chết rét. Số gia súc chết rét đa số là những con già yếu và những con nghé B mới sinh nên không đủ sức chống chọi với thời tiết lạnh, rét đậm rét hại bên cạnh đó công tác chăm sóc phòng chống đói rét dự trữ thức ăn cho gia súc chưa tốt và vẫn còn thả sông gia súc trong lúc thời tiết rét đậm rét hại để hạn chế thấp nhất thiệt hại cho bà con trên địa bàn huyện công long tiếp tục triển khai nhiều giải pháp phòng chống dịch bệnh đói rét cho đàn gia súc như tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền thông tin dự báo tình hình thời tiết dịch bệnh để người dân biết chủ động trong công tác chăm sóc bảo vệ đàn gia súc đồng thời vận động hướng dẫn người dân triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh đói rét cho đàn gia súc và cây trồng